Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Văn hóa Thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số hoạt động văn hóa thể thao đáng chú ý trong tuần qua. Cuối chương trình là những ghi nhận của phóng viên về giải vô địch bóng đá Futsal tỉnh Lào Cai năm 2017 diễn ra vừa qua. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý khán giả cùng quan tâm theo dõi. Vừa qua, Hiệp hội Du lịch Sapa đã tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2017-2021. Dự đại hội có các đại biểu đại diện cho 140 doanh nghiệp kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn huyện. Theo báo cáo trình bày tại đại hội, trong những năm qua, du lịch Sapa có tốc độ phát triển nhanh. Năm 2013, lượng du khách đến Sapa đạt trên 700.000 lượt người. Đến năm 2016, con số này đã tăng lên xấp xỉ 1 triệu lượt. Trên địa bàn huyện có 25 công ty lữ hành và hơn 300 cơ sở lưu trú du lịch. Tuy vậy, Hiệp hội Du lịch Sapa hiện mới có 60 hội viên là các doanh nghiệp tư nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn. Tại đại hội, các thành viên Hiệp hội Du lịch Sapa đã biểu quyết thống nhất mục tiêu phát triển Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới là tăng cường hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển, đảm bảo bình ổn thị trường, nâng cao giá trị, chất lượng, sản phẩm du lịch, khả năng cạnh tranh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và lợi ích thiết thực của mỗi hội viên, thúc đẩy hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn phát triển hiệu quả và bền vững. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch Sapa nhiệm kỳ 2017-2021 gồm 18 thành viên. Ông Phạm Cao Vĩ, Giám đốc khách sạn Châu Long được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tuần nữa, giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà năm 2017 sẽ được tổ chức. Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc. Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà năm 2017 với sự góp mặt của các nài ngựa đến từ các xã của huyện Bắc Hà, các huyện trong tỉnh và huyện Xín Mần, Hà Giang sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 6 tại sân vận động trung tâm huyện Bắc Hà. Ngày mùng 3 tháng 6 sẽ diễn ra vòng loại với cự ly 1.900m, ngày mùng 4 tháng 6 diễn ra vòng bán kết và chung kết với cự ly 1.500m. 32 ngựa lọt vào bán kết sẽ thi đấu 4 lượt để chọn 4 ngựa vào chung kết. Năm nay các giải thưởng sẽ tăng thêm 5 triệu đồng trên một giải. Cụ thể, giải nhất 30 triệu đồng, giải nhì 20 triệu đồng, giải ba 10 triệu đồng và giải tư 5 triệu đồng. Các giải đồng đội gồm nhất 8 triệu đồng, nhì 5 triệu đồng và giải ba 3 triệu đồng. Các nài ngựa ở xa trên 12 km tham gia thi đấu được hỗ trợ 500.000 đồng tiền di chuyển ngựa. Tất cả các nài ngựa tham gia thi đấu được hỗ trợ 1 triệu đồng. Những nài ngựa lọt vào vòng bán kết được hỗ trợ thêm 500.000 đồng. Ngoài ra, trong khuôn khổ giải đua ngựa năm nay sẽ diễn ra nhiều hoạt động phụ trợ khác để thu hút du khách tham quan, như giới thiệu rượu Bắc Hà, khởi động lại chào thắng cố kỷ lục Guinness Việt Nam, trưng bày nông sản địa phương, đêm xòe chào mừng giải đua ngựa, lễ hội ẩm thực Bắc Hà, biểu diễn văn nghệ với các màn múa khèn, múa ô, múa sinh tiền. Vừa qua, Hội Những Người Yêu Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh tại huyện Sapa đã tổ chức đêm dân ca quan họ Bắc Ninh nhân kỷ niệm một năm thành lập hội, qua đó góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, kết nối tình đoàn kết gắn bó. Mới được thành lập một năm nay, nhưng Hội Những Người Yêu Quan Họ Bắc Ninh tại huyện Sapa đã thu hút được gần 30 hội viên. Trong quá trình hoạt động, dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng niềm đam mê với dân ca quan họ, bằng mong ước và nỗ lực đưa nét đẹp văn hóa Kinh Bắc tới giao lưu cùng những làn điệu dân ca của đồng bào vùng cao, các liền anh liền chị trong hội đã thường xuyên tập luyện và biểu diễn để phục vụ công chúng. Tình yêu dành cho quan họ của các liền anh liền chị trong hội đã lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa của cộng đồng. Người dân và khách du lịch khi đến với Sapa đều bị vẻ đẹp sức quyến rũ của dân ca quan họ chinh phục bằng những câu hát giao duyên ngọt ngào, tình tứ nhưng cũng vô cùng ý nhị, mang đậm sắc thái vùng quê Bắc Bộ Việt Nam. Họ đã trở thành sứ giả truyền tải và kết nối văn hóa, lặng lẽ góp phần làm đa dạng, phong phú hơn kho tàng dân ca, dân nhạc của cộng đồng các dân tộc Lào Cai. Đỉnh Lào Thần, xã Y Tý, huyện Bát Sát đang đứng trước cơ hội trở thành một điểm du lịch lý tưởng dành cho những người yêu thích tìm hiểu và khám phá thiên nhiên. Đỉnh núi Lào Thần nằm ở độ cao hơn 2.800m với chặng đường đi bộ gần 10 km, địa hình không quá khó khăn, lại có nhiều phong cảnh đẹp nên qua khảo sát, tuyến du lịch leo núi Lào Thần phù hợp với nhiều đối tượng du khách. Cùng với những đỉnh núi như Kỳ Quan San, núi Muối, Nhiều Cổ San, trong khoảng 2 năm trở lại đây, Lào Thần trở thành địa điểm thu hút rất đông du khách yêu thích leo núi, săn mây tới khám phá. Tuy nhiên, do chưa được công nhận là tuyến du lịch, nên khu vực này chưa được đầu tư hạ tầng giao thông và dịch vụ, công tác quảng bá du lịch cũng còn hạn chế. Sau chuyến khảo sát, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Bát Sát sẽ lập hồ sơ đề nghị công nhận tuyến điểm du lịch Lào Thần, biến nơi đây trở thành điểm thu hút khách du lịch.
Lào Thần hứa hẹn cũng sẽ là một trong những điểm đến lý tưởng ngay trong dịp lễ hội mùa thu sẽ được huyện Bát Sát tổ chức trong thời gian tới để hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc. Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã tổ chức ngày hội thể thao của bé và tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi trường mầm non sạch đẹp thân thiện năm học 2016-2017. Hội thi ngày hội thể thao của bé có sự tham gia của 18 giáo viên, 72 học sinh mầm non lớp 5 tuổi đến từ 17 trường của 9 huyện thành phố. Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi bao gồm thi diễu hành, thi đồng diễn và thi trò chơi cùng chung sức. Trải qua 3 phần thi sôi nổi, hấp dẫn với sự thể hiện hết sức ngộ nghĩnh, đáng yêu của các bạn nhỏ, đội huyện Bắc Hà đã xuất sắc đạt giải đặc biệt. Giải nhất thuộc về hai đội Bát Sát và thành phố Lào Cai, giải nhì thuộc về đội Mường Khương, Simacai, Bảo Yên. Giải ba trao cho đội huyện Sapa, Văn Bản, Bảo Thắng. Cũng tại ngày hội, ban tổ chức đã tổng kết đánh giá kết quả thi giáo viên dạy giỏi trường mầm non sạch, đẹp, thân thiện năm học 2016-2017. Hội thi giáo viên giỏi cấp mầm non thu hút sự tham gia của 158 giáo viên ở 122 điểm trường thuộc 98 xã phường thị trấn, trong đó có 149 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi. Hội thi trường mầm non sạch, đẹp, thân thiện có 50 trường tham gia, gồm 14 trường mầm non và 36 điểm trường lẻ, trong đó xếp loại tốt 42 trường, xếp loại khá 7 trường và 1 trường đạt yêu cầu. Thưa quý vị và các bạn, trong vài năm trở lại đây, phong trào bóng đá của Lào Cai ngày một phát triển, thể hiện ở số câu lạc bộ bóng đá trong tỉnh ngày một tăng lên với nhiều đội bóng chất lượng. Cùng với bóng đá sân cỏ thì bóng đá futsal, bóng đá trong nhà cũng được các đội bóng đặc biệt quan tâm và tích cực tham gia. Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đã tổ chức giải vô địch bóng đá futsal tỉnh Lào Cai năm 2017, tạo ra một sân chơi lành mạnh, ý nghĩa cho những cầu thủ đam mê môn thể thao vua trong nhà. Trong gần một tuần diễn ra giải đấu, nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai đã thực sự sôi động và thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng chương trình nhìn lại giải vô địch bóng đá futsal tỉnh Lào Cai năm 2017 do phóng viên chương trình ghi lại. Sôi nổi, ấn tượng, hấp dẫn, kịch tính và ngập tràn cảm xúc. Đó là những gì mà người hâm mộ bóng đá phong trào tại Lào Cai cảm nhận được khi theo dõi giải vô địch bóng đá futsal tỉnh Lào Cai năm 2017. Đây là năm thứ tư Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức giải đấu này ở quy mô cấp tỉnh. Giải đấu năm nay diễn ra trong 5 ngày từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5. Đây thực sự là một sân chơi của sự đoàn kết, tinh thần bóng đá văn minh, cống hiến với sự tham gia của 163 vận động viên đến từ 12 câu lạc bộ bóng đá, trong đó có 11 câu lạc bộ trong tỉnh là FC Doanh nghiệp, FC Education, FC Thanh Triệu, FC Men, FC Fair Play, FC 24, FC B52, FC FFC, FC Phố Bản, FC Du lịch, FC OCB và một câu lạc bộ bóng đá khách mời là FC Thành Đồng đến từ thủ đô Hà Nội. 12 đội bóng được chia làm 4 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra 2 đội nhất nhì mỗi bảng để thi đấu vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Được đánh giá cao tại giải là những cái tên như FC Du lịch, đội bóng đương kim vô địch giải Futsal 2016, vô địch giải bóng đá Cúp Đền Thượng năm 2017, hay FC Phố Bản, từng vô địch giải bóng đá Cúp Đền Thượng lần thứ nhất năm 2016. Một đội bóng có thể lực tốt, lối đá phong khoáng và đẹp mắt. Ngoài ra là những đội bóng có truyền thống như FC FFC hay FC 24. Đặc biệt, đội bóng đến từ thủ đô, FC Thành Đồng cũng là ứng cử viên sáng giá cho chiếc cúp vô địch năm nay. Bởi đây là một đội bóng với nhiều cầu thủ chất lượng, có những cầu thủ từng tham gia đội tuyển futsal quốc gia, có kinh nghiệm thi đấu nhiều giải bóng đá phong trào lớn. Tuy nhiên, không vì được đánh giá cao mà các đội bóng này chủ quan. Ngay trước khi giải đấu diễn ra, dù bận rộn với công việc riêng, nhưng với niềm đam mê trái bóng tròn, các cầu thủ của 12 đội bóng vẫn sắp xếp thời gian để luyện tập, làm quen với sân bóng để có một sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào giải đấu. Năm nay thì quân số nếu mà như so với giải 2015 và 2016 thì là quân số là cũng không được đông đủ. Nhưng mà năm nay anh em tuy ít nhưng mà cũng cố gắng đoàn kết và thi đấu nó cũng có sự chuẩn bị là trước giải là tập được 5 buổi trong nhà. Và nhưng mà anh em cũng
biết là đội người ta ở dưới xuôi thì người ta là chuyên môn người ta tốt hơn, nhưng mà mình cũng là anh em cố gắng đoàn kết và thi đấu bằng hết sức mình thôi. Những hình ảnh này được chúng tôi ghi lại trong trận đấu đầu tiên của vòng loại giữa FC Du Lịch và FC Phố Bản. Đây là hai đội bóng đã từng chạm trán nhau rất nhiều lần trong các trận đấu giao hữu, cũng như tại các trận chung kết các giải bóng đá phong trào của tỉnh Lào Cai trong vài năm trở lại đây. Chính vì vậy mà các trận đấu này thu hút rất đông sự quan tâm cổ vũ của người hâm mộ bóng đá phong trào Lào Cai. Và thực sự không làm các khán giả trên khán đài phải thất vọng, hai đội đã mang đến một trận cầu sôi động, nhiều giằng co. Thậm chí có những lúc cả 5 cầu thủ của FC Du Lịch đều dâng lên tấn công, bỏ trống khung thành nhằm tìm kiếm bàn thắng trước FC Phố Bản. Và cuối cùng họ cũng đã thành công và đánh bại FC Phố Bản với tỷ số chung cuộc 2-1. Sau 2 ngày thi đấu với 12 trận đấu vòng loại vô cùng kịch tính, các đội bóng bám đuổi nhau khá sát sao trên bảng xếp hạng và 8 cái tên được sướng lên trong vòng tứ kết chính là FC Du Lịch, FC Men, FC FFC, FC Thành Đồng, FC 24, FC Phố Bản, FC OCB và FC B52. 8 đội bóng, những lối đá khác nhau nhưng cùng chung một sân chơi, một mục tiêu lớn nhất là chiếc cúp vô địch. Họ tiếp tục thi đấu, tiếp tục cống hiến hết tài năng, sức mạnh của mình để có thể bước tiếp vào vòng trong. Tuy nhiên trong bất kỳ giải đấu nào cũng có đội thắng và thua. Có thể họ thua về kinh nghiệm, có thể họ thua về thể lực, cũng có thể họ thiếu đi những may mắn. Và đi qua 4 trận đấu ở vòng tứ kết, chỉ còn 4 đội bóng được đi tiếp là FC Thành Đồng, FC Du Lịch, FC Men và FC FFC. Ở trận đấu bán kết đầu tiên giữa FC Men và FC FFC, các cầu thủ của FFC với lối đá đẹp mắt, tinh thần đoàn kết và rất hiểu nhau đã giành chiến thắng trước đội FC Men và ghi tên vào trận đấu tranh chiếc cúp vô địch Futsal năm nay. Cái giải Futsal này thì một năm cũng có một lần thôi, thì không như những cái giải sân 7 thì nó phổ biến hơn. Thì một năm có một giải thì anh em cố gắng hết sức mình. Mình cũng rất muốn là tỉnh sẽ mở thêm những cái giải đấu thường niên để cho các anh em thanh niên trong tỉnh được tham gia và cọ sát và đoàn kết tinh thần thi đấu hơn. Trận đấu bán kết còn lại là cuộc tranh tài giữa FC Du Lịch và FC Thành Đồng. Mặc dù được đánh giá là đội bóng mạnh của giải, thế nhưng tham gia giải đấu Futsal năm nay, FC Du Lịch không có được đội hình mạnh nhất bởi nhiều cầu thủ dính chấn thương trước giải đấu khi tham gia các giải bóng đá phong trào ở Hà Nội. Chính vì vậy, dù cố gắng thi đấu hết mình nhưng FC Du Lịch cũng không thể cản phá được những pha bóng nguy hiểm và để thua trước FC Thành Đồng. Với mục tiêu là tham gia và muốn cọ sát để đưa phong trào bóng đá Lào Cai ngày càng phát triển hơn. Câu lạc bộ là do là thời gian vừa rồi là đá giải dưới Hà Nội là giải Sudoku 16 tỉnh Bắc. Thì nên là do tinh thần anh em đá vừa về là bị chấn thương những người chủ chốt, chấn thương quá nhiều nên là giải phong san của tỉnh năm nay nổ ra là do không đủ thể lực, không đủ nhân sự, anh em nó cũng hơi kém một chút, nhưng mà với tinh thần là thi đấu của giải, vì tinh thần thể chung anh em đã thi đấu rất là tốt, thì đến vào vòng tranh vòng tứ kết thì được giải ba như so với năm ngoái thì không bằng, như là với kết quả này thì là FC Du Lịch đã là thành công. Mục tiêu của đội thì với chúng tôi lúc nào cũng là tham gia giải là trước tiên là hết mình và sẽ đạt thành tích cao nhất. Trải qua các vòng loại tứ kết, bán kết với 18 trận cầu hấp dẫn, kịch tính, giải đã tìm ra hai cái tên xuất sắc nhất bước vào trận chung kết là FC FFC và FC Thành Đồng. Đây không chỉ là trận tranh cúp dành cho hai đội bóng thi đấu xuất sắc nhất của giải khi họ vượt qua các đối thủ mạnh khác ở vòng bảng, vòng đấu loại trực tiếp, mà còn là cuộc tranh tài giữa một bên là đội chủ nhà và một bên là đội khách mời. Đã từng chạm trán ở vòng đấu bảng và cũng từng đá giao hữu với nhau, nên FFC và Thành Đồng đều khá am hiểu lối đá của nhau. Ở trận đấu vòng bảng, FFC đã giành chiến thắng trước Thành Đồng nên chắc chắn họ khá tự tin trong trận đấu này. Thế nhưng với Thành Đồng, quyết tâm giành chiến thắng cũng vô cùng cao trước đội bóng mà họ đã từng thua ngay tại trận đấu vòng loại. Chính vì vậy, bước vào trận đấu chung kết với quyết tâm cao, hai đội đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt. Thay vì thăm dò như thường lệ, hai đội chơi cống hiến, ăn miếng trả miếng, liên tục những pha bàn bật, di chuyển khắp mặt sân được cả FFC và Thành Đồng thể hiện trong những phút đầu. Tuy nhiên, FC Thành Đồng là đội nhập cuộc tốt hơn và khi khán giả còn chưa ổn định chỗ ngồi, họ đã có bàn thắng mở tỷ số ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu.
Hưng phấn sau bàn thắng mở tỷ số, FC Thành Đồng tiếp tục triển khai lối chơi tấn công đẹp mắt với những pha bàn đật xé toang hàng phòng ngự của FFC và nhanh chóng dẫn trước 3-0. Có thể nói, với kinh nghiệm thi đấu nhiều năm, lực lượng đồng đều và tinh thần thi đấu đầy quyết tâm, FC Thành Đồng đã khẳng định được vị trí của mình khi liên tục ghi bàn và giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 5-1 trước FC FFC và lên ngôi vô địch tại giải năm nay. Nhận lời mời của các anh em bóng đá phong trào Lào Cai thì có tổ chức một cái giải Futsal Lào Cai và muốn mời chúng tôi lên thực ra để giao lưu học hỏi và muốn cọ sát và muốn nâng tầm cái bóng đá của Lào Cai, thì chúng tôi rất là nhiệt tình vui vẻ lên đây với mục đích là chơi giao lưu học hỏi. Sau khi thành tích vô địch thì chúng tôi rất là vui vì đi một quãng đường xa lên đây thì mọi người anh em trên này cũng là chơi vui vẻ giao lưu và lại được còn vô địch nữa thì rất là tuyệt vời. Ngay sau trận chung kết, ban tổ chức đã trao giải cho các câu lạc bộ và cá nhân xuất sắc tại giải. Giải nhất được trao cho FC Thành Đồng, giải nhì thuộc về FC FFC, hai câu lạc bộ du lịch và Men đồng giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải phong cách cho FC Phố Bản, giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho cầu thủ Hà Mạnh Tài, đội Thành Đồng, thủ môn xuất sắc nhất cho cầu thủ Hoàng Nhất của FC FFC. Như vậy, sau gần một tuần thi đấu, giải vô địch bóng đá Futsal tỉnh Lào Cai đã khép lại với rất nhiều dấu ấn và thành công. Các đội bóng đã cống hiến cho khán giả những trận cầu đỉnh cao với những cảm xúc khó quên. Như mình đi xem khoảng từ vòng đấu bảng đến giờ thì mình thấy các trận đấu càng vào sâu thì càng hấp dẫn, gay cấn và rất là kịch tính. Mấy năm gần đây thì thấy phong trào bóng đá Lào Cai rất là bóng đá thanh niên Futsal rất mới nhưng mà lại rất được nhiều các đội bóng có chất lượng tham gia, nên là bản thân mình cũng thấy là rất hào hứng. Là một khán giả theo dõi giải đấu Futsal Lào Cai năm 2017, mình thấy giải đấu này quy tụ rất nhiều đội chơi fair play, những đội chơi chơi hết sức mình và thể hiện cái tinh thần của đội mình. Giải Futsal này thực sự là mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc như là vui vui lúc thắng và buồn lúc thua. Nói chung là cảm giác và cảm xúc rất là nhiều. Giải vô địch bóng đá Futsal tỉnh Lào Cai năm 2017 tuy số lượng đội bóng tham gia ít hơn các năm trước, nhưng chất lượng giải đấu đã được nâng lên với sự có mặt của nhiều đội bóng mạnh, nổi bật, cùng lối chơi rực lửa, cuồng nhiệt, đặc biệt là tinh thần thi đấu cống hiến. Thành công của giải Futsal tỉnh Lào Cai năm nay còn được ghi nhận ở công tác tổ chức. Hầu hết các trận đấu trên sân đều có sự giám sát, túc trực của các thành viên ban tổ chức, lực lượng an ninh, y tế để đảm bảo an ninh trật tự khi có tranh chấp va chạm xảy ra. Trên cương vị là tổng trọng tài cũng như là trên cương vị phụ trách chuyên môn của giải này nhiều năm, tôi thấy là giải năm nay có một sự đột phá rất là tốt. Các đội bóng có sự chuẩn bị và có những cái lực lượng trẻ mới tăng cường làm cho chất lượng của đội bóng, các đội bóng được nâng lên. Có lẽ là cách 3 năm trước chúng ta không thể có hy vọng rằng có những trận đấu mà Lào Cai chúng ta đá hay đá ngang ngửa với các đội của các câu lạc bộ có tăng cường các cầu thủ của các đội bạn về, và chúng ta đã có những cái trận đấu rất là hay và cống hiến cho khán giả, và các cầu thủ cũng thể hiện cái tinh thần thi đấu đoàn kết trên sân. Và bên cạnh đó thì công tác điều hành, công tác trọng tài của ban tổ chức cũng có đó nhiều cải tiến. Trước giải đấu thì ban trọng tài chúng tôi cũng đã tập huấn trọng tài và đề ra các tình huống trên sân, cho nên là giải năm nay chúng tôi điều hành một cách trơn tru, các đội bóng đã hài lòng với công tác điều hành trọng tài và không có sự cố xảy ra đáng tiếc nào. Đó là cũng là thành công của công tác điều hành trọng tài của chúng tôi so với những năm trước. Đây là một cái môn thể thao mới tổ chức lần thứ tư của Lào Cai với cái ý nghĩa để tập hợp những cái lực lượng, đặc biệt là lực lượng thanh niên. Đây là cái giải bóng đá thanh niên để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, đồng thời là hướng tới những cái hoạt động lành mạnh để hạn chế những mặt tiêu cực đối xã hội đối với các cháu thanh thiếu niên. Vì vậy mà chúng tôi cho rằng đây là một cái ý nghĩa rất là tốt. Đồng thời đây là một môn mới, một loại hình mới, nó sẽ thu hút được đông đảo thanh niên. Vì vậy mà về phía ngành thấy cần thiết, cần phải tập trung để trở thành đây là một cái giải truyền thống, đồng thời là có những sự đầu tư hơn nữa để từng bước nâng cao chất lượng của giải. Giải vô địch bóng đá Futsal tỉnh Lào Cai năm 2017 đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, hấp dẫn, bầu không khí hứng khởi cho các cầu thủ đam mê bóng đá của tỉnh nhà.
Tin rằng với những gì các cầu thủ đã cống hiến tại giải bóng đá Futsal tỉnh Lào Cai năm nay nói riêng và các giải bóng đá phong trào tỉnh nói chung, bóng đá phong trào của Lào Cai sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, đưa thể thao Lào Cai ngày một đi lên, là địa phương có phong trào thể thao mạnh trong vùng. Chương trình văn hóa thể thao tuần này của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.